Này, anh làm gì thế à? hả? Gọi ra ăn cơm mãi không ra, ngồi làm cái gì? Em đang bận chơi điện thoại ạ. Bận chơi điện thoại hả? Vâng ạ. Chơi cái gì ở đây? Chơi cái gì đâu? Ừ? Nào! Cái gì đây? Cái gì đâu? Cái gì? Bỏ ra. Cái gì đây? Cái gì? Hả? Cái gì mà rung nhài? Cái dung 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 là cái gì? tôi bảo là em gì cơ mà Là gì cái gì? em sẽ mặt như này. Máy bắt sẽ bằng như này. Nó có nhiều chế độ lắm, có đây nhá, đây là chế độ clean là làm sạch nhá, đây là FS là nó có cái sóng ấy, cái sóng để nâng cơ ấy, Bắt đầu cái mỏ còn đây là ơi. chế độ nóng đấy. Nói em bàn. không em không hề có ý nghĩ gì đen tối hết, em chỉ chơi em chỉ Em chơi. em chỉ sử dụng cái này vào công việc chính đáng, à, tác dụng chính đáng của nó chính là Ừ. nâng cơ mặt thôi. Massage Cãi thì cãi hay. cái thì lại chẳng hay, cái không hay thì thua chứ. Đấy, 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 đấy. Nói thế gì? Em cái máy này rung sướng thật đấy. Rung sướng thật đấy. Em bảo nó rung mặt như này cơ mà.